cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Nhã Phương Trường Giang vẫn luôn được khán giả dành sự quan tâm đặc biệt. Sau hơn một năm kết hôn và có con gái đầu lòng, nếu Nhã Phương ngày càng lên đời nhan sắc, thì Trường Giang lại chứng minh là ông chồng yêu chiều vợ con hết mực. Tuy nhiên mới đây, Trường Giang đã phải lên tiếng than thở về cuộc sống hôn nhân, tiện thể nhắc nhẹ những ai đang có ý định lấy vợ. Cụ thể, nam diễn viên hài gửi những sợi tóc bạc đến Nhã Phương kèm lời nhắn: "Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm một đống tóc bạc phơ. Tấm hình này gửi đến những ai có ý định lấy vợ." Đáp lại ông xã, Nhã Phương chỉ biết cười trừ và phải đăng đàn hỏi: "Các chị em nghĩ nên trả lời thế nào?" Vì quá cạn lời, đoạn hội thoại này đã làm khán giả càng thêm ngưỡng mộ hôn nhân của cả hai. Bởi lẽ sau 2 năm về chung một nhà, Trường Giang vẫn luôn yêu chiều, lo lắng cho nửa kia đến bạc cả tóc. Thôi thì âu cũng là vì thương vợ con quá nhiều, hy sinh một vài cọng tóc có đáng là bao.